Chào các bác. Tiếp theo lên một áo M65. M65 nha các bác, còn độ mới còn cao đấy, nhưng mà nó mất tem. Nó mất tem rồi. Đời tem to thì khả năng cũng đời 7X nha. Này đời 7 mấy thôi. Vải poplin. Một tem, đời một tem chữ nhật nha. Nhưng mà nó mất tem rồi cho nên không biết đời bao nhiêu, nhưng mà trước năm 80 nha các bác. Đời 7X nón còn đầy đủ ha. Rồi dây kéo đồng General. Nó còn mới, độ mới còn khá là cao đấy các bác. Nhưng mà nó chỉ bị mất tem thôi, nhưng mà em cam kết nha, chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nha các bác. Nó mất tem nhưng mà em vẫn cam kết cho các bác là hàng chuẩn quân đội nha. Rồi chân khóa còn tốt nha, chân khóa còn rất là tốt. Cái này nó size nó hơi dài đấy các bác, size medium long, các bác phải trên 1m75 thì mang đẹp nha. Rồi khóa kéo servo, khóa kéo cũng General đúng nha. Đó, không lỗi lầm gì hết đó. Áo còn có một cái lỗi nhỏ, cái này nó hơi dơ mờ mờ thôi, thực chất không đáng kể đó nha. Cái này các bác về giặt thì có thể nó ra đấy. Và lỗi, một lỗi duy nhất là đây nó bị xước một chấm, gọi là ông chích thôi. Rồi em đã xử lý bên trong rồi, cho nên các bác mặc mang hoài thì nó vẫn cứ vậy thôi nha, nó sẽ không có bị xì ra thêm. Rất là mềm nha, cái này em đã ép một lớp mít chuyên dụng, rất là mỏng mềm nha. Em đã ép rồi, bây giờ em sẽ lột cái lớp ni lông ra. Đây, nó có cái lớp ni lông của nó. Cái lớp này nó sẽ bám vào vải vĩnh viễn nha các bác, rất là chắc nha, cho nên các bác yên tâm. Đó, nhìn rất là mềm mại, không biết là đã ép ở trong, cho nên các bác mặc hoài thì nó vẫn cứ vậy thôi, nó sẽ không xì ra thêm ha. Nó giống như một lớp keo đấy, nó bám chặt vào vải rồi, cho nên là các bác mặc hoài nó vẫn vậy thôi, nó sẽ không bung ra thêm nha. Dây trên, dây dưới, dây rút phụ kiện đầy đủ nha. Dùng áo không có lỗi lầm, áo thì còn rất là mới, khá là mới nha các bác, độ mới rất là cao nha. Chỉ duy nhất là một lỗi như em đã báo đây thôi, còn lại là sạch sẽ nha. Cái này thì có mờ mờ thì như em đã báo một tí, mờ rất là mờ, không đáng kể đâu, như em đã báo rồi. Và chất vải cho các bác nhìn, thớ ngang mịn nha các bác, chất vải thớ ngang mịn, màu rất là còn rất là sậm nha. Màu nó hơi ngả hanh một chút, hơi ngả hanh mà còn rất là, cũng không hẳn là hanh đâu nha, nó cái màu nó còn đậm màu lắm. Nói chung là độ mới phải 95% trở lên đấy nha các bác, còn khá là mới đấy. Đó, về tay thì nó có nếp gấp rồi, tam giác nó có nếp gấp rồi nha các bác, nhưng mà cũng vẫn còn ổn, cũng mờ mờ thôi. Rồi bắt tay còn tốt, bên này cũng vậy nha. Rồi cũng có cái nếp gấp rồi, đã qua sử dụng thì bắt buộc phải có thôi, nhưng mà khi mình mở ra mình thấy rõ đó, cái bình thường mình mặc thì gấp vào trong này cũng không ai thấy đâu. Rồi em sẽ đo thông số nha, cái này là medium long, lưng áo sạch sẽ nha, áo sạch sẽ đã giặt rồi cho nên là các bác chỉ việc về mặt thôi, áo sạch sẽ không ngoại trừ một chấm đó thôi, chứ còn lại là không dơ không tì vết nha, không dơ không lỗi, ngoại trừ cái lỗi ở đây, cứ nói là nó hay bị đây, chỉ ngoại trừ cái lỗi đây thôi nha các bác. Nhưng mà mang vẫn tốt, chỉ có một cái khuyết điểm duy nhất là nó mất cái tem cổ thôi, nhưng mà em vẫn cam kết là chuẩn hàng cấp phát quân đội nha các bác. Vai 51, tay 66 và dài 83 thôi, medium long, vai 51, tay 66, dài 83. Có nhiều cái long nhưng nó tới 84, 85, nhưng mà cái này long nhưng mà nó cũng 83 thôi, cho nên các bác nếu mà đẹp thì 1m75 là đẹp nhất, 75 trở lên là đẹp nhất. Chân khóa còn tốt nha các bác, cái màu còn sậm còn mới lắm, nó hơi mất tế tem và bị một chấm ngay đây nó cũng không đáng kể lắm đâu. Thực chất các bác tầm 1m7 thì mang cũng vừa đó, có thể rút cái dây cho nó bo lên lại ha, mình có thể mình rút dây nó bo lên được, nhưng mà nếu mà đẹp chỉ có 1m75 trở lên mới đẹp thôi nha. Cho nên là các bác xem
Bác nào thấy vừa ý thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145 965. Cái vải đẹp lắm nha các bác, chất vải rất là đẹp ha, thớ ngang mịn nha. Và chất vải nó cũng hơi lì đấy, chất vải nó lì mà nó đẹp lắm. Đây các bác thấy không, màu còn đậm màu lắm, chỉ tiếc một cái là nó bị mất cái tem thôi và một chấm ngay đây thôi. Rồi ok, các bác nào vừa ý thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em nha. Em xin nhắc lại số điện thoại là 0903 145 965. Các bác ở xa mua lần đầu cọc cho em 100.000. Bác nào đã mua của em một lần trở lên rồi thì không cần cọc ha. Và video em xin kết thúc tại đây. Xin chào các bác, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh nha và nhấn vào hình cái chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo của em nha. Xin chào các bác.